Vâng, liên quan tới sự việc khăn lụa Khải Siêu, vốn là thương hiệu lụa nổi tiếng nhất ở Việt Nam nhưng lại bán sản phẩm gắn mác Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc, lừa dối khách hàng trong suốt nhiều năm liền, thì ngày hôm nay 12 tháng 12, Bộ Công Thương đã ra thông báo cho biết là vừa yêu cầu chuyển hồ sơ vụ Khải Siêu sang cơ quan điều tra do thương hiệu Khải Siêu đã có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật. Trong nhiều sai phạm của thương hiệu này thì có một chi tiết khiến dư luận vô cùng bất ngờ, đó là dù bán với giá rất đắt, chuyên được mua để làm quà tặng vì được tiếng là lụa Việt Nam, nhưng thực chất thì trong sản phẩm lụa của Khải Siêu lại không hề có thành phần lụa. Kết quả kiểm tra cho thấy trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2009, công ty có nhập khẩu các sản phẩm thời trang từ Trung Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, gần đây công ty chủ yếu mua các thành phẩm từ các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khác trên thị trường và gắn thương hiệu Khải Siêu cách điệu và Khải Siêu Made in Việt Nam. Không những thế, kết quả giám định chất lượng đối với một số mẫu sản phẩm cho thấy không có thành phần lụa so với các thông tin công bố trên nhãn mác rằng sản phẩm đó có 100% là lụa. Vì vậy, đơn vị này đã có hành vi buôn bán hàng giả về chất lượng. Ngoài ra, công ty này còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý thuế và quản lý hóa đơn, có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. Bên cạnh đó, công ty đã có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng. Vì vậy, căn cứ kết luận kiểm tra, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chuyển hồ sơ vật chứng cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định đối với các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.